Hôm qua tắt nước đầu đỉnh, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà? Dạ vâng, kính thưa quý vị, nối tiếp chương trình, các đoàn viên thanh niên thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn xin được gửi tới quý vị tiết mục múa tắt nước đầu đỉnh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. I'm not